Thầy Thích Minh Tệ từng có một câu nói như thế này Con không cần bất kỳ ai bảo vệ cả, giới luật sẽ bảo vệ con Và chính thông qua cái câu nói của Thầy Thích Minh Tệ Mình có đôi lời muốn gửi tới anh chị em và cô chú Đang có mong muốn và có suy nghĩ rằng bảo vệ Thầy Thích Minh Đạo Thông qua cái sự việc về cái văn bản ngày 14 tháng 8 Qua cái buổi làm việc đó Chúng ta đang chấp vào một số câu từ ở trong cái văn bản Và chúng ta cảm thấy bức xúc và chúng ta khó chịu chúng ta nên hiểu đây nó chỉ là văn bản làm việc của một bên phát và một bên nhận chứ không phải là một cái bản án hay là một cái uh, uh, biên bản uh, kết tội của một cơ quan pháp lý hay là của tòa án gì hết nó chỉ là cái văn bản làm việc của tổ chức với cá nhân uh, chính vì vậy chúng ta đừng có vội vàng bức xúc mà chúng ta lên tiếng công kích uh, một cá nhân hay là một tập thể nào đó vô hình chung chúng ta không bảo vệ và cũng không làm được cái điều gì tốt đẹp cho thầy thích minh đạo mà lại càng làm cho gây ra những cái phiền toái cho thầy vì khi mà chúng ta làm như vậy á thì những tổ chức khác những cá nhân khác sẽ cho rằng á thầy thích minh đạo là người á là đang tác động tới đại chúng để tấn công cá nhân hay những tổ chức khác hay gọi là còn gọi là phá hoại đạo phật bên cạnh đó thì có rất nhiều những kẻ xấu đang lợi dụng cái câu chuyện này chúng đang giả danh là những người yêu mến đạo phật yêu mến thầy thích minh tuệ yêu mến thầy thích minh đạo và lên tiếng để công kích và tấn công giáo hội cũng giống như những cá nhân khác nhưng trên thực tế chúng không hề yêu mến thầy thích minh đạo và cũng chẳng muốn bảo vệ đạo phật gì hết chúng chỉ cố tình kích động và tung ra hỏa mù để dẫn dắt cảm xúc của đại chúng của đám đông để chúng ta kích động và chúng ta nghe theo và cuối cùng á là chúng ta cũng tham gia và chúng ta đi đả kích những cá nhân những cái tổ chức khác vô hình chung á thì chúng ta mang đến những cái phiền toái không đáng có và không nên có đối với thầy Thích Minh Đạo. Chính vì vậy để mà bảo vệ thầy Thích Minh Đạo ngay lúc này và hơn bao giờ hết, chúng ta có thể hướng về các em nhỏ, chúng ta hướng về cái đạo hạnh của các thầy và chúng ta tu tâm sửa tính và quan trọng hơn hết, yêu mến là học hỏi để phát gọi là Hoàng Dương Phật pháp để lan tỏa cái đức hạnh của các thầy chứ không phải ngày hôm nay yêu mến là chúng ta gào cái mồm của mình lên to hơn người khác lấn át người khác và cho rằng đó là bảo vệ tránh pháp đó là chúng ta lên tiếng để bảo vệ công lý công lý và tránh pháp được hình thành ở trên trí tuệ và trên đạo đức chứ không phải là sự công kích theo cái hiệu ứng đám đông chính vì vậy mong mọi người hoan hỷ tỉnh táo đừng để cho những kẻ xấu dẫn dắt kích động và chúng ta lại đi theo những cái trào lưu là tấn công cá nhân hay tổ chức khác và vô tình như vậy thì chính chúng ta là những người đang hãm hại thầy thích minh đạo chứ không phải là những kẻ xấu âm mưu là của những kẻ xấu nhưng người thực hiện việc đó lại chính là chúng ta cho nên là chúng ta cố gắng tỉnh táo và hoan hỉ nha đó chỉ là đôi chút chia sẻ và suy nghĩ của cá nhân mình thôi à, xin chào tất cả các bạn